Rồi, sắp về tới nhà rồi. Còn có tiếng rưỡi thì về tới nhà rồi. Bây giờ là 1 giờ khuya. Ở New York về, các bạn bữa nay 22 Tây rồi ha. Dạ, 22 Tây tháng 22 Tây tháng 9 năm 2004. Duty Free ở Nakafor, ở biên giới Canada và Mỹ. Đây là bên biên giới của bên Mỹ. Bây giờ là đang bên Mỹ ha, Nakafor, thành phố Nakafor. Ha. Mua đồ miễn thuế. À, 1 giờ khuya nè. À, ai đi Mỹ về cũng ghé đây mua đồ miễn thuế về Canada rẻ. Không. Rồi rồi. Tôi hiểu mấy cái chuyện đó mà. Em trên ở đây mà nói gì vậy? Cái chữ em trên anh đứng qua hướng này thì nó anh chưa đứng tới giữa nó mở cửa cho anh vô. Cái này nhưng mà tôi nhìn cái này. Đây miễn thuế, đồ miễn thuế. Đây 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 nè. Mời các bạn xem đối tượng khi bán cái gì nha. Đồ miễn thuế trước khi về Canada. Đồ rẻ lắm. Đây đồ miễn thuế nó có định là đi, ví dụ như đi Mỹ 24 tiếng hồ thì mua được bao nhiêu tiền. Nếu đi một tuần lễ thì được mua nhiều hơn. Và đi một tháng thì về được mua nhiều hơn. Cái thời gian mình ở bên Mỹ nhiều ít thì tùy căn cứ vào đó mà mình số tiền mình được mua bao nhiêu tối đa. Không? Kiến. Có thể rẻ hơn bên Canada tới 40%. Đồng hồ. Rượu nè. Đa số ở đây dân Canada về là đi mua rượu thôi. Đa số mua rượu rẻ. Hennessy. Hai lúa rồi đó. Cà lúa của Việt Nam nè. Cà lúa của Việt Nam nè. Hả? Cà lúa này. Product New Jersey. Cái này của Việt Nam rồi. Ở của ông Hoàng Kiều cũ á. Hoàng Kiều bán cho cái công ty này của người Việt Nam làm chủ luôn. Nó đổi hiệu là cá lúa của Hoàng Kiều á. Tôi bây giờ tôi mới nhớ California của Việt Nam nhưng mà Mỹ chứ không phải Việt Nam. Hennessy $75 hả? Rẻ không vậy ta? $119. Tôi giàu là nhờ tôi biết uống rượu. Thực sự tôi uống nửa chai bia là tôi gục ngay. Tôi thấy đường đi nước rớt rồi. Uống nửa chai bia là tôi gục rồi. Và nên nói tôi giàu không phải tôi giỏi đâu, nhà tôi không biết uống rượu. Mắc quá hả? Kinh khủng thiệt chứ. Echo như 257. Nhưng mà biết không, mình không biết uống rượu đó. Chỉ cần uống có nửa chai bia thôi là mình gục rồi. Mình gục rồi. Nên là nhiều khi nói chuyện chơi đó, mình nói mình giàu không phải nhà mình giỏi, nhờ không biết uống rượu.
đồ thực sự mình không có rượu, mình không biết nó rẻ cái nào. Wow, bia hả? Muốn mua em mua sỉ à? Bia này nhiêu kết ta? Lỡ, nãy giá là oh, ok. Là bác 17 đâu hả? À, bên mình 45 đô phải không? Ở này là 17 thì cho nhà 30 đô rồi. Rẻ 15 đồng là cũng được 30%. Giá rẻ hơn gì? Rẻ Canada 30%. Rẻ 30%. Có sao không nói vậy? Thấy không? Ai mua bia rẻ 30%. Thầy giáo ơi, về chậu đi. So giá Canada. Các bạn tới bia. Ở đây ở ngoài đường, ở ngoài chợ không ai được quyền bán bia nha. Nè, bia Canada nè. Mua mấy kỳ. Ông mua được mấy kỳ? Trong xe tôi chỉ có ảnh mua thôi. Thì ông không có thì ông mua hết cho tôi. Mua cho đủ mỗi người một cái. Phải mua cái này nè. Mô Phật, tôi giàu nhờ. Tôi không biết uống bia, uống rượu. Thấy kinh quá. Này Việt Nam nè. Cali, gỗ Hoàng Kiều á. Rẻ hơn Canada khoảng 30%. Mấy cái này Canada đều có hết á, nhưng mà mắc hơn ở đây khoảng 30%. Tequila bây giờ bán bắt đầu cũng có giá vậy sao? Hồi xưa tequila rẻ thế này. Tequila bây giờ 50 đồng một chai. Ở đây đi Mỹ 24 tiếng thì mua được bao nhiêu tiền? 2 ngày 48 tiếng. 48 thì ví dụ như là 48 tiếng nó cho mua 50 đô. Còn nếu đi một tuần lễ thì nó cho mua 150 đô. Ở càng lâu thì nó cho mua càng nhiều. Chứ còn không mua được hút cái số tiền trong cái thời gian mình ở Mỹ. Rồi cái chính sách của miễn thuế ở đây là vậy. À.